Xin chào anh chị đã quay trở lại với iRuby.vn. Hôm nay tôi xin được giới thiệu một chiếc nhẫn Phantom. Đó là một chiếc nhẫn hai bên, một bên là in nổi 3D rồng và một bên là phượng hoàng. Thì chiếc nhẫn của chúng ta có cái viên đá trục là trọng lượng 5,5 CT, màu đỏ huyết chất kính, chất hàng lục yên nên nó rất là rực dưới ánh sáng, dưới ánh nắng. Cái viên này thì tự nhiên 100%, không qua xử lý. Màu thì rất là đỏ, màu đỏ nó đỏ già, đỏ đậm. Cho những người trung niên, người trung niên đeo những cái viên màu sắc này thì rất là hợp và rất là đẹp. Và cái nhẫn của chúng ta được thiết kế là 3D vàng 18K, trọng lượng vàng khoảng 3,5 chỉ. Đây là cái hình ảnh tôi quay ở dưới ánh nắng, thì cái độ cái viên đá nó có độ trong thì chúng ta có thể nhìn được cái xuyên thấu, chúng ta nhìn thấy cái độ mọng, tức là nó có độ trong và độ mọng của viên đá. Thì khi chúng ta đeo dưới ánh sáng hoặc là dưới cái nắng nhẹ hoặc là dưới ánh nắng dưới tán cây thì chúng ta nhìn thấy cái vẻ đẹp của viên đá cực kỳ là hút mắt và hút hồn, nó rất là đẹp. Vâng, và những chiếc nhẫn nam của chúng ta chỉ cần làm những viên ruby tầm khoảng từ 4-5 đến 6 CT, loại chất lượng tốt như thế này thì chúng ta chơi rất là hợp lý và rất là đẹp. Chúng ta không cần phải chơi những viên hàng to, bởi vì những viên hàng to thì chất lượng nó không được như thế này. Và chúng ta chơi đá quý thì chúng ta phải chơi về chất lượng, chơi về màu sắc, còn là chơi to thì nó rất khó để được đạt được cái chất lượng như thế này. Vâng, và đây là một số cái hình ảnh mà khi chúng tôi vẽ 3D trước khi duyệt 3D để đúc in sáp để đúc. Và dưới đây là cái hình ảnh chứng thư là tôi đã giám định cho chiếc nhẫn này để đảm bảo tự nhiên 100%, không qua xử lý. Anh chị thích cái mẫu nhẫn như này hoặc thích cái chất lượng đá như này thì xin mời anh chị đặt hàng số điện thoại 0814419999 hoặc số Zalo 0896924866. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi.